cách biến đuôi đèn thường thành đuôi đèn điều khiển từ xa. Theo truyền thống thì nhà chúng ta lắp một cái bóng đèn phải lắp thêm cái công tắc này và đi dây điện loằng ngoằng, rất là mất nhiều thời gian. Thì thay vì đó chúng ta hãy dùng cái bộ đuôi đèn điều khiển từ xa này, cách đấu nối thì đơn giản thôi. Cách lắp đặt.